Phúc Phượng à, không cần tìm nữa đâu. Mẫu thần ta, mẫu nghi thiên giới mấy vạn năm, há lại để cho ngươi sỉ nhục thanh danh sau khi qua đời, được cúng tế trong tiên hiền điện. Bà ta không có tư cách này đâu. Công lao của mẫu thần, há có thể để cho ngươi gièm pha. Công lao phụ đế và mẫu thần ngươi lừa đời lấy tiếng mấy vạn năm, có công lao gì để nói đến chứ? Thứ bọn họ mang đến cho lục giới chỉ là tàn sát không điểm dừng và sự áp bức một tay che trời. Nếu không phải nghĩ đến đại cục, ngay cả linh vị của phụ đế cũng không xứng được đặt ở đây. Phụ đế mẫu thần công trạng muôn đời, ngươi có tư cách gì mà phán xét? Dù cho mẫu thần có nhiều chỗ không phải, ngươi cũng là mẹ cả của ngươi, nuôi nấng ngươi mấy ngàn năm, ngươi giết cha ép mẹ, thật sự không thẹn với lòng sao? Ta đúng là mắt mù, lại xem hạng ngụy quân tử dông ơn phụ nghĩa, độc ác nham hiểm như ngươi làm huynh trưởng, ta không có tư cách. Ngươi thì có, phụ đế cậy thế lộng quyền như thế nào, đồ diêu hống hách ngang ngược thế nào, lục giới bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm dưới tay của họ. Mấy ngàn năm đó ta chống chọi trải qua như thế nào, trong lòng của ngươi tự hiểu rõ. Chuyện đến nước này, cần gì phải nói ra vẻ đường đường chính chính chứ? Mượn cớ lấp liếm lòng lan dạ sói của ngươi như vậy chứ? Húc Phượng à, mấy ngàn năm qua ngươi yên tâm thoải mái làm con cưng của trời, dưới đôi cánh che chở của phụ đế và mẫu thần ngươi, ngươi có từng mở to đôi mắt của ngươi ra mà nhìn rõ thiên giới mà ngươi đang đứng rốt cuộc là như thế nào hay không? Ngươi có từng nghĩ đến tại sao thủy thần đời trước lại bằng lòng hứa hôn cẩm mịch cho ta mà không phải là ngươi? Tại sao ta, một loạn thần tặc tử giấy binh tạo phản, lại có thể thành công chớp nhoáng, thuận lợi đăng cơ? Tại sao mẫu thần của ngươi nhảy lâm quyên đài, thiên giới rộng lớn này lại không một ai lên tiếng hết? Ta nói cho ngươi biết, không phải vì ta giỏi mưu kế, độc đoán, chuyên quyền, mà là vì họ. Bọn họ làm trái luân thường, người người phản bội xa lánh, người nói sằng bậy, người nói dối. Ta là thiên đế, ta sở hữu cả thiên giới, trong này dĩ nhiên cũng bao gồm cả cẩm mịch. Còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng có gì hết, tại sao ta phải nói dối ngươi? Nay thiên giới triều chính trong sạch, người người hòa thuận, mọi việc đều tốt đẹp, cẩm mịch cũng sống tốt, nơi này vốn không cần đến ngươi, tại sao ngươi lại quay về? Câm miệng đi, đừng nhắc cô ta với ta. Húc Phượng à, ngươi đã chết rồi, thậm chí ta đã thu xếp xong cho ngươi một lễ tang long trọng, tại sao ngươi lại đáng thất vọng như vậy chứ? Tại sao cứ nhất quyết phải quay về, về để tự mình chuốc nhục hay sao? Cũng được thôi, nếu ta và cẩm mịch đã liên thủ giết được ngươi một lần, thì cũng có thể giết ngươi thêm lần nữa. Hãy nhớ mỗi câu ngươi nói hôm nay, rồi ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Bổn tọa chống mắt chờ xem. Những thuộc hạ ngày trước một tay ngươi đề bạt, theo ngươi giàu sinh ra tử, nay bọn họ cũng đã cải tà quy chính, chỉ biết vô y, giữ tử đồng bào, đến rất là đúng lúc. Phúc Phượng tại đây chúc mừng các vị tìm được chủ mới.
từng bước thăng tiến. Sĩ diện chiến thần, thiên hạ vô song. Này, hãy để lục giới nhìn kỹ mà xem, ngươi ra tay giết huynh trưởng của mình như thế nào, đối phó với đồng đội xưa kia như thế nào đây? Các tướng nghe lệnh. Hút Phượng tự ý xông vào cấm địa thiên giới, tội đáng chết. Bắt lấy cho ta, dừng tay. Tất cả đừng qua đây. Mịch Nhi, khi đó người giết chàng là ta. Quan có đầu nợ có chủ, cứ nhắm vào ta đi. Thủy thần, quả là nặng tình đối với thiên đế, lại che chở bằng cả tính mạng sao? Nhưng không biết thiên đế đối với thủy thần liệu cũng thâm tình như vậy hay không. Đi đi, đi đi. Thủy thần xem kịch nhiều quá rồi chăng? Bảo vệ thiên đế còn không quên lấy lòng trước mặt của ta. Hôm nay diễn dở nào vậy chứ? Bảy lần bắt, bảy lần tha sao? Mịch Nhi, mau qua đây, ta cầu xin chàng, đi mau lên. Đừng lại đây, đừng lại đây mà. Thả nàng ấy ra. Hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi, không được tiếp tục lại gần. Đừng lại đây. Đi mau, đi mau lên. Cây của chúng ta chết rồi. Đuổi theo cho ta. Rõ. Đừng mà. Đừng. Đừng mà. Bệ hạ, vừa rồi ngài nói sẽ tha cho chàng đi đúng không? Bệ hạ chớ có nuốt lời. Vừa rồi ta không hề hứa gì với nàng hết. Lòng nhẫn nại của thiên đế cũng có giới hạn. Nàng đừng hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta. Hôm nay ngài không tha cho chàng thì ta sẽ chết cùng với chàng. Nàng đừng có làm bậy đó. Mịch Nhi, nếu như ngài còn bước tới, ta sẽ tự giết chính mình. Nói được làm được, xin bệ hạ tha cho chàng. Thiên đế có chỉ, giết không tha. Muốn tạo phản hay sao? Thái tị tiên nhân, nếu không phải điện hạ niệm tình xưa nghĩa cũ, hôm nay nào có chỗ cho ông nói chuyện chứ. Điện hạ, năm đó thu phục ác thú, cái mạng này của mạc tướng đều là do điện hạ giành lại từ miệng ác thú. Điện hạ, mời. Lần thứ ba thiên ma đại chiến, mạc tướng rơi xuống dông xuyên. Nếu không có điện hạ thì đôi chân này của mạc tướng đã bị phế rồi. Điện hạ, mời. Điện hạ từng ở Ngưu Nguyên cứu mạng em ruột của mạc tướng. Điện hạ, mời. Điện hạ, mời. Điện hạ, mời. Điện hạ, mời. Hôm nay từ biệt. Điện hạ, bảo trọng. Húc Phượng hôm nay quay về tế bái cha mẹ, được chư vị huynh đệ chăm trước.
Xin được cảm ơn. Chỉ là không cùng chí hướng, không thể đi chung đường. Hôm nay cắt đứt quan hệ, tại đây hết duyên, ngày sau gặp mặt trên chiến trường, không cần thủ hạ lưu tình. Điện hạ, điện hạ. Nhiều người như thế đều không ngăn được. Quả thần có thể rút lui êm đẹp. Nếu như không phải hôm nay có kẻ gây rối, quả thần há có thể dễ dàng đào thoát. Bệ hạ, là mặt tướng thả nhị điện hạ đi. Xin bệ hạ trừng phạt phá quân. Vì sao kháng chỉ? Khởi bẩm bệ hạ, trước đây trên sa trường, nhị điện hạ từng hai lần cứu mạng mặt tướng. Mặt tướng nợ nhị điện hạ một ân tình rất lớn. Phá quân, ngươi dựa vào quyền lực để làm việc riêng. Ngươi đặt bệ hạ ở chỗ nào chứ? Đặt pháp luật của thiên giới ở đâu? Mạc tướng biết tội, xin bệ hạ trách phạt. Bệ hạ, mạc tướng cũng có tội. Bổn tọa từng nói, dùng người không ngại hiềm nghi trước đây, chỉ bàn tới đức hạnh, năng lực. Phúc vượng có ơn với các ngươi. Các ngươi có đi có lại, trung nghĩa như thế, bổn tọa bội phục. Chuyện hôm nay có thể không phạt các ngươi, nhưng loại chuyện này không thể kéo dài. Thiên giới có pháp luật của thiên giới. Vẫn mong chư vị ngày sau không tái diễn việc này. Nguyện dốc hết sức trung thành với lại thiên giới. Thiên ân của bệ hạ, mạc tướng xin tuân chỉ. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Phá quân, người thân là ngự điện tướng quân, bổn tọa đã đem tính mạng của mình gửi gắm hết cho ngươi. Tuy hắn cứu ngươi hai lần, nhưng phần ân tình này dù cho thế nào cũng đã trả sạch. Bằng không, ngươi thiếu bổn tọa mối nợ ân tình. Mạc tướng hồ đồ, tuyệt đối không tái phạm. Tiên thượng à, bệ hạ có ở bên trong không? Bệ hạ có lệnh không gặp bất cứ ai hết, xin cô về cho. Tiên thượng à, tiên thượng, bệ hạ, Phúc Phượng chỉ là tới bái tế cha mẹ của mình, xin ngài tha cho chàng đi. Ngài đã có cả thiên giới rồi mà, nhưng Phúc Phượng đã chẳng còn ai hết. Xin ngài đó, bệ hạ. Bệ hạ, cẩm mịch cầu xin ngài. Tiên thượng à, tiên thượng, cô hãy về trước đi. Tiên thượng, bệ hạ, bệ hạ, thủy thần tiên thượng ở bên ngoài không gặp đâu, nhưng mà ta đã xem nhẹ uy danh của hắn trên thiên giới. Tuy giờ đây hắn lẻ loi một mình, nhưng lại có thứ mà bổn tọa quan tâm nhất: lòng người. Hôm nay hắn đại náo tiên hiền điện, đi lại như chốn không người, ngay cả phá quân cũng cầm đầu gây rối. Cứ như vậy mãi, trăm vạn thiên binh thiên tướng, lẽ nào tất cả đều muốn phản lại ta sao? Bệ hạ, người nghĩ nhiều rồi đó. Nếu như đám người phá quân hai lòng, thì vừa rồi đã đi theo nhị điện hạ rồi. Bọn họ là do quả thân điện hạ một tay bồi dưỡng, ân nghĩa dìu dắt, giàu sinh ra tử, quan hệ dĩ nhiên là không tầm thường. Cô nói rất đúng.
cũng đến lúc nên để bọn họ chấm dứt quan hệ rồi. Quản lộ, cô lui trước đi, để ta suy nghĩ một chút. Dân. Mệt Nhi à, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng đều chỉ có Húc Phượng thôi. Còn bất luận ta hy sinh những gì vì nàng, dù cho mình đầy thương tích, dù cho vì nàng giảm nửa tuổi thọ, nàng đều không nhìn thấy. Các người từng kẻ một đều phản bội lại ta, từng kẻ một đều vì hắn mà đối đầu với ta. Nếu đã như thế, vậy thì đừng trách ta vô tình. Linh Quả Châu là tín vật mà phụ đế tặng cho mẫu thần. Hồi còn sống mẫu thần yêu thích nhất, xin dùng viên ngọc này, nơi này, cảnh này để làm mộ phần cho người. Điện hạ xin bớt đau thương. Trong mắt một kẻ ngoài cuộc như ngươi, mẫu thần ta rốt cuộc là người như thế nào chứ? Bà có phải giống như lời đồn, tội ác tày trời hay không? Điện hạ, người mất cũng đã mất rồi, ngài đừng truy cứu nữa. Xem ra những gì hắn nói không phải là giả dối. Trước đây ta trưởng thành dưới sự che chở của phụ đế mẫu thần, cảm thấy bọn họ là bậc thiên giới chí tôn cao quý. Ý chí của bọn họ đương nhiên hoàn toàn đúng đắn. Tất cả mọi người lẽ dĩ nhiên là thần phục dưới chân của bọn họ, chưa từng mảy may có chút hoài nghi và suy ngẫm. Nhưng mà hôm nay xem ra phụ mẫu từng phạm sai lầm, ta thương làm con lại chưa từng khuyên nhủ. Hôm nay bọn họ gặp kiếp nạn này, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Điện hạ đừng tự trách nữa, sai lầm đời trước không nên để cho điện hạ gánh chịu. Trên thế gian này không có thiện và ác một cách vô duyên vô cớ. Trước đây khi ta làm ảnh vệ ở Tử Phương Vân Cung, thường gặp thiên hậu lẻ loi một mình tới chỗ không người lặng lẽ rơi lệ, đau lòng tột độ. Nếu ta không tận mắt nhìn thấy thì ai có thể nghĩ tới một người uy phong ngời ngời, đứng tôn kính ở ngôi cao, sau cùng chẳng qua chỉ là một người con gái vừa đáng thương lại bi ai mà thôi. Mẫu thần trở thành như thế, phụ đế có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Khi bà còn sống, ta chưa từng ăn cùng bà một bữa cơm tử tế, cũng không thể cùng bà trò chuyện vui vẻ một lần. Giờ đây con cái muốn phụng dưỡng, cha mẹ lại không còn. Hôm nay ta quay về thiên giới, cảnh còn người mất. Khi đối mặt với lại Ngượng Ngọc, đột nhiên ta có cảm giác không còn sức lực xoay chuyển. Hắn cay ngay không sợ chết đứng như vậy, còn ta lại chẳng có chút sức lực nào để phản bác. Đến tôn nghiêm cuối cùng của phụ đế và mẫu thần, ta cũng không thể bảo vệ nổi.
Nơi đó trở nên rất xa lạ, không còn là quê hương nơi ta sinh ra và lớn lên nữa. Đến cả cây phượng hoàng, hiện nay ta cũng giống như ngươi, không còn nhà để về nữa rồi. Điện hạ, lời này sai rồi. Trước đây ta phụng mệnh của thiên hậu, giám sát thủy thần đời trước. Trong lúc vô tình có nghe thủy thần đời trước từng bật thốt ra một câu nói thế này, ta cảm thấy thật sự rất là có lý đó. Là câu gì? Nơi nào tâm ta an, nơi đó chính là nhà. Nơi nào tâm ta an, nơi đó chính là nhà. Có lẽ điện hạ có điều không biết, nhiều năm trước ta từng mất đi phụ mẫu, mất đi tộc nhân, mất đi chiến sĩ. Trước biết bao nhiêu bình minh, ta đều không có dũng khí đối mặt với mặt trời sắp mọc. Lúc đó thứ chống đỡ ta sống sót chính là thù hận. Nhưng mà sau này, sau khi trải qua vô số đêm trắng không ngủ, ta mới dần dần hiểu rõ ra, phụ mẫu và tộc nhân của ta đã liều mạng để bảo vệ ta, không phải là để ta sống trong thù hận, mà là hy vọng ta có thể sống thật tốt. Bởi vì ta là hy vọng duy nhất của họ, một người tức là toàn tộc, phải cố gắng sống sót. Vì thế cuối cùng, thứ chống đỡ ta sống đến ngày hôm nay là hy vọng. Đứng lại đó. Đi đâu vậy? Ta đi đâu thì liên quan gì đến cô? Tại sao ta phải báo cáo với cô chứ? Lén lén lúc lúc, ai biết cô muốn làm chuyện gì bất lợi với Phượng huynh chứ? Lưu Anh à, đừng làm khó Tuệ Hòa. Muội ấy sẽ không làm ra chuyện tổn thương đến ta đâu. Ta đến mang chút thuốc bổ cho huynh, làm phiền muội rồi. Mặc dù cô ta có công chăm sóc Phượng huynh, nhưng cô ta lại có thiên phú dị bẩm, khiến người ta vừa nhìn thấy là bực bội. Được rồi, khi ta bị mọi người cô lập, thân chết thần diệt, chính hai người và Tuệ Hòa vẫn luôn ở bên cạnh ta, giúp ta hồi sinh. Muội ấy có ân tái tạo ta, bất kể thế nào thì phần nhân tình này cũng là do ta nợ muội ấy. Phượng huynh à, sau này hãy coi ta và mẫu từ và phụ dương ta là người nhà của huynh đi. Đa tạ mọi người. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Phượng huynh à, huynh cảm thấy thế nào rồi? Vẫn ổn thôi. Vẫn ổn là ổn thế nào chứ? Là linh lực tăng lên hay là sức ăn lớn? Trong đầu ngoại trừ ăn uống ra chính là đánh giết. Muội có thể nghĩ ra chút gì đó khác được không? Nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Bất kể là làm ma hay là thần tiên thì quan trọng nhất chính là thoải mái. Câu này nói rất đúng đó. Phượng huynh đại nạn không chết, tớ có phúc về sao? Nè, cái này sẽ giúp ích cho huynh gia tăng linh lực đó. Trứng chu tước. Một tiểu yêu như ngươi, sinh ra đã mang thể chất âm hàn, chỉ thích hợp thủy dưỡng, lại không biết lượng sức mình mà ăn trứng linh điểu chu tước của ta. Ta là bồ đào mà, ta sống ở trong đất chứ không phải là ở trong nước. Ta cho rằng chu tước là họ hàng của heo, không ngờ lại là họ hàng của lửa. Ngươi đừng có mờ mép với ta, nghe mà đau hết cả đầu. Chỉ vì 300 năm linh lực cỏn con mà suýt chút mất đi tính mạng rồi. Ngu xuẩn quá. Con chu tước này là năm xưa Phượng huynh tặng cho ta khi chúc thọ thiên hậu nương nương đó. Cảm ơn cô. Phượng huynh à, huynh sao vậy? Phượng huynh không sao đâu, chỉ là thân thể vừa mới hồi phục nên cần điều dưỡng nhiều mà thôi. Nhớ kỹ, khi tu luyện đừng có nôn nóng quá. Yên tâm đi, ta đã chết một lần rồi. Đối với ta mà nói, cái mạng này đến không dễ dàng. Nếu ta không trân trọng nó, há chẳng phải là có lỗi với ơn cứu giúp của mọi người hay sao?
Nhuận Ngọc cũng ngoan độc thật đó. Điều nói tôn trọng người chết, nhưng hắn lại tuyệt tình như vậy. Phượng huynh cũng thật là đáng thương. Thật ra ta cảm thấy chuyện này đối với Húc Phượng mà nói chưa hẳn là chuyện không tốt. Nhìn nhận rõ tâm tính, nhìn thẳng vào quá khứ, nhìn thấy mọi thứ vốn nên có, mới có thể thật sự niết bàn trùng sinh. Sao Phượng huynh lại đi nói chuyện với huynh? Rõ ràng là ta thân thiết với huynh ấy hơn. Hai người đã nói gì vậy chứ? Cũng không có gì hết. Đương nhiên là chuyện giữa nam nhân với nhau rồi. Chuyện gì chứ? Nói chuyện của nam nhân cho nữ nhân biết không còn là chuyện của nam nhân nữa rồi. Nếu muội nhàm chán thì muội có thể đi tìm Tuệ Hòa công chúa nói chuyện đi. Cô ta hả? Muội tìm cô ta làm gì chứ? Chẳng hợp nhau nổi nửa lời. Tìm cô ta không bằng tìm huynh. Mộ Từ, tóc huynh bị làm sao vậy? Tóc hả? Mộ Từ à, huynh có biết không, ta vẫn luôn rất thích chín chắn trầm ổn. Mai mà huynh mọc tóc bạc đó, nhìn trông không giống tên ẻo lạ dưới trần. Công chúa không cần phải an ủi ta đâu. Ta không an ủi huynh, ta thích thế này mà. Thật ra trong lòng của ta rất rõ ràng, ta sẽ tiếp tục già đi thế này. Không bao lâu nữa sẽ biến thành người trần, có lão, bệnh, tử, buông xuôi, thậm chí sẽ dần dần quên mất muội đi. Cho dù là thế, công chúa vẫn sẽ thích ta sao? Dê sầu sống 7 ngày, phù du sáng sinh ra tối chết đi, nhưng bọn chúng vẫn có thể sống một cách vui vẻ. Chúng ta có tận 10 năm, so với bọn chúng, chúng ta đã rất may mắn rồi đó. Mộ Từ, huynh phải nhớ, bất kể huynh có thay đổi thế nào thì chúng ta phải cùng nhau đối mặt, được không? Được. Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin ngài đó, cầu xin ngài hãy tha cho Húc Phượng đi. Nàng đứng dậy trước đi. Ta không đứng dậy đâu. Nếu ngài không đồng ý tha cho Húc Phượng thì ta sẽ không đứng dậy đâu. Cầu xin ngài đó. Nàng cứ muốn như thế sao? Cầu xin ngài đó, hãy tha cho Húc Phượng đi. Được thôi, ta đồng ý với nàng. Đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Mịch Nhi à, Mịch Nhi, Mịch Nhi, Mịch Nhi. Bệ hạ, nửa đêm người triệu kiến thần không biết là có ý chỉ gì. Chiêu cáo lục giới, quả thần Húc Phượng xông vào tiên hiền điện, bất kính với lại thiên đế, xúc phạm thiên quy. Hãy lập tức tước bỏ thần tịch, vĩnh viễn không được bước chân vào thiên giới nữa. Vậy dân, bệ hạ.
Quảng Lộ. Quảng Lộ à, có chuyện gì vậy chứ? Đây là kết giới của ai thiết lập? Tiên thượng à, bệ hạ rất lo lắng, không dám để cô ra ngoài mạo hiểm nữa. Trước khi tiên thượng hồi phục, hãy cứ an tâm tĩnh dưỡng ở Tuyền Cơ Cung đi. Bệ hạ vì tiên thượng mà đã cho đi quá nhiều rồi, hy sinh quá nhiều rồi. Mong tiên thượng hiểu cho nỗi khổ tâm của bệ hạ. Quảng Lộ, thả ta ra đi. Mỹ nhân, ta đang ở trong nhà vẽ mỹ nhân đồ, cũng không biết ai quán khí lớn thế, cưỡng chế bắt ta đến đây. Nàng làm sao vậy? Ngươi ra đây làm gì chứ? Cẩn thận đó, có kết giới. Kết giới này do Nhuận Ngọc thiết lập có phải không? Quỳnh ấy điên rồi sao? Ngươi có thể phá vỡ nó không? Mỹ nhân ơi, mỹ nhân, nàng làm thế nào chọc giận Quỳnh ấy vậy chứ, mà khiến tên này tiêu tốn linh lực thiết lập ra một kết giới mạnh mẽ như thế? Bớt nói mát đi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể phá vỡ nó hay không? Có điều ta sẽ nghĩ cách giúp cho nàng. Đúng rồi, bên ngoài đang đồn đại Húc Phượng hồi sinh ở ma giới rồi, có phải nàng làm không? Ta đoán ngay là nàng mà, chuyện này chỉ có nàng mới làm được thôi. Chẳng trách Nguyễn Ngọc sắp tức điên rồi đó, chiêu cáo lục giới, vĩnh viễn tước đi thần tịch của Húc Phượng, để hắn vĩnh viễn không thể vào thiên giới nữa. Quá ra cái mà ngài ấy nói sẽ bỏ qua lại là bỏ qua như thế này sao? Quỳnh ấy sớm đã không còn là giả thần trước đây, không ganh đua với đời rồi. Dương mắt nhìn mẹ đẻ, chết thảm trong tay của thiên hậu. Quỳnh ấy dù sao cũng có thù giết mẹ với lại Húc Phượng. Nàng cũng hãy hiểu cho Quỳnh ấy đi. Có những lúc nghĩ lại, thật sự là rất nhớ. 100 năm vừa mới lên thiên giới, lần đầu tiên ta lên trời mà, ta phải nhìn ngắm cho kỹ những cảnh đẹp này chứ. Ta không phải là yêu vật gì hết, ta là một tinh linh bồ đào chân chính. Ngươi đem những thứ. Được rồi, ta biết rồi, ta dọn ngay thôi. Sao ngươi có thể dùng loại sách này kê chân làm bàn được chứ? Phạt ngươi tối nay không được ngủ, lo tập luyện quyển hình thuật đi, sáng mai ta kiểm tra. Không biết ngươi là tiên đồng nhà nào, tiên đồng không dám nhận, chỉ là một bán tiên nhỏ nhoi thôi. Bán tiên? Cũng chỉ có tiểu yêu này có thể bịa ra tiên cấp cho mình thôi. Lúc đó, cái gì mà thù cha mẹ, yêu ghét sân si, tất cả đều không biết. Ta ở trong Tê Ngô Cung làm tiểu thư đồng, mài mực cho Phượng Hoàng. Giờ ngươi đi thì ai chăm trà mài mực cho ta? Thư đồng phải ra dáng thư đồng chứ. Bánh trò của người phàm vô cùng không ngon, bánh quà tươi của ta ngon hơn bánh trò này 100 lần. Cho vào miệng là ta ngay, hơn nữa không nghẹn, ngươi thấy có được không? Được. Bánh trò nhân linh lực, trồng hoa nuôi cỏ, tu tiên không có gì vướng bận hết, tự hào làm một quả tinh. Ta còn nhớ Phượng Hoàng lúc đó vẫn còn là một Phượng Hoàng kiêu ngạo tự cao, thần khí hiển hiện. Trời đất này có thứ gì mà Húc Phượng ta phải sợ chứ? Còn tiểu ngư tiên quang vẫn là một tiểu ngư tiên quang nhẹ nhàng lương thiện. Tiểu tiên tên là Nhuận Ngọc, không biết xưng hô với tiên tử thế nào. Tại hạ là Cẩm Mịch. Ta cho ngươi sợi tơ hồng này, hy vọng sau này sẽ có người ở bên ngươi. Đa tạ Cẩm Mịch tiên tử. Những năm tháng đẹp đẽ biết bao, đáng tiếc không thể quay về nữa. Giờ đây đến cây Phượng Hoàng cũng đã chết rồi. Nếu cho nàng thêm một viên dẫn đan, nàng có uống hay không? Chính là vì dẫn đan mới biến thành bộ dạng hiện giờ đây. Ta chưa từng ân hận. Những năm tháng ở bên Phượng Hoàng chỉ là
đều là ta có lỗi với chàng. Là ta... Không nghe. Đi đâu vậy? Ai muốn nghe chuyện cũ của nàng và tên nhãi quà đen kia chứ? Giờ ta sẽ đi tìm người giúp nàng cởi bỏ màn chớp này ra. Đi đây. Đa tạ ngươi, phát xích quân. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, huynh làm sao vậy? Có lẽ là liều lĩnh quá. Vừa rồi hơi thở có chút không ổn định. Không đáng ngại đâu, đừng lo. Đúng rồi, hôm nay ta ở Ma Thị, nhìn thấy một chiếu lệnh của thiên giới ban bố. Chiếu lệnh gì? Bọn họ tước đi thần tịch của điện hạ, trục xuất điện hạ khỏi thiên giới. Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc muốn đuổi cùng giết tận huynh. Tránh ra đi. Không được vào. Có biết ta là ai không? Mau tránh ra. Ai cũng không được. Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc, cháu nói rõ với lão phu, tại sao cháu lại tước thần tịch của Hốt Phượng chứ? Cháu đã lên ngôi thiên đế, tại sao không thể giơ cao đánh khẽ với nó được chứ? Nó là đệ đệ ruột của cháu đó. Cháu đã giết nó một lần rồi. Bé Phượng kiêu ngạo như thế, cháu tước đi thần tịch của nó còn tàn nhẫn hơn là giết nó đó. Cháu nhẫn tâm hay sao? Tiên thượng, đây không phải chỗ nói chuyện đâu, im miệng đi. Tiên thượng à, là Hốt Phượng tự ý xông vào tiên hiền điện còn ra tay với điện hạ đó. Đó là do các ngươi ép nó. Bé Phượng quay về tế bái cha mẹ, các ngươi dựa vào cái gì mà cản nó chứ? Hốt Phượng cầm kiếm chỉ vào bệ hạ. Nếu như lúc đó không phải Cẩm Mịch tiên thượng ra tay ngăn cản, e là bệ hạ thật sự đã bị hắn. Cẩm Mịch? Lại là cô ta sao? Có phải lại là cô ta giúp cháu đối phó với bé Phượng không? Đúng thế, nàng ấy là giúp ta đối phó với Hốt Phượng. Hai người họ không còn cơ hội rồi. Thúc phụ, người từ bỏ đi. Cháu không thể đối xử với nó như thế. Bé Phượng chưa từng làm việc gì có lỗi với cháu. Người đâu? Có. Ai dám động vào? Đưa đi. Rõ. Nhuận Ngọc. Bệ hạ. Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc. Những ma đầu ma giới kia, ai cũng giơ nanh nhe vuốt với nó. Cháu không cho nó về thiên giới là ép nó chết đó. Nhuận Ngọc, nó là đệ đệ ruột của cháu mà. Đại Dương, có khách cầu kiến. Khách từ đâu tới? Điện Thành Dương. Điện hạ.